Cập nhật những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất cùng với những nội dung bình luận từ các chuyên gia, nhà bình luận quân sự. Bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính sau đây. Ở Mỹ nói về cạm bẫy chết người dành cho Zelensky, Ukraina dù muốn cứu mạng sống của người dân nước mình cũng không thể dừng tấn công vì sợ phương Tây. Quan điểm này được cựu sĩ quan tình báo Mỹ Skorito bày tỏ. Mỹ không lo ngại về những tổn thất của Ukraina, chúng tôi chỉ quan tâm đến việc gia tăng tổn thất cho Nga. Vì vậy, Mỹ đang thúc đẩy Ukraine tiến về phía trước và người Ukraine không thể nói không. Nếu người Ukraine từ chối và quyết định dừng lại để quay trở lại phòng thủ, trở nên thông minh hơn trong việc sử dụng những nguồn lực quý giá của mình, thì họ sẽ không nhận được máy bay chiến đấu F-16, xe tăng và vũ khí cần thiết để sống sót trong cuộc xung đột này. Vì vậy, họ phải hy sinh tất cả ngay bây giờ với hy vọng rằng mình sẽ có ít nhất thứ gì đó còn lại, chuyên gia nói reuters nói thêm rằng thế giới đã nhiều lần nghe được từ các chính trị gia mỹ trong đó có thượng nghị sĩ lindsey graham và ứng viên tổng thống nikki haley rằng việc chia tiền để hỗ trợ ukraine là chính đáng vì người nga đang chết còn người mỹ thì không nhưng còn có thứ nằm ngoài phạm vi của công thức này đó là các nạn nhân trong dân chúng ukraine nhà phân tích bình luận tổn thất về người của ukraine nhiều hơn số lính mỹ ở châu âu hiện nay quy mô của những tổn thất này nói lên chính sách vô trách nhiệm của nato nhưng điều phương Tây quan tâm không phải là việc giúp Ukraine đạt được chiến thắng quân sự. NATO cần phải sử dụng sinh mạng của người Ukraine như những con tốt trên bàn cờ để làm suy yếu nước Nga, Reuters nhận xét. Theo chuyên gia, để tránh rơi vào cạm bẫy như vậy, lẽ ra ngay từ đầu Zelensky không nên can dự vào cuộc xung đột này hoặc cần tận dụng nhiều cơ hội để chấm dứt nó, kể cả cuộc đàm phán vào tháng 3 năm 2022. Moscow đã nhiều lần bày tỏ rằng họ sẵn sàng đàm phán, nhưng Kiev đã đưa ra lệnh cấm đàm phán ở cấp độ lập pháp. Ukraina nêu lý do Nga khó mở mũi tấn công từ Belarus. Ukraina cho biết Nga dường như đã rút gần hết quân ở Belarus và không còn đủ lực lượng mặt đất để mở mũi tấn công từ quốc gia đồng minh. Andriy Demchenko, người phát ngôn của cơ quan nguyên phòng nhà nước Ukraina cho biết, Nga không có đủ lực lượng tấn công cần thiết trên lãnh thổ Belarus để sẵn sàng tập kích vào Ukraina. Theo ông Demchenko, Nga đã chuyển hầu hết các đơn vị huấn luyện ở Belarus sang các khu vực khác. Tại thời điểm này, Nga đã rút gần như toàn bộ các đơn vị đã được huấn luyện và hoàn thành đợt luân chuyển, tuy nhiên không có đơn vị mới nào được triển khai ở Belarus, ông Demchenko nói. Belarus là một trong những địa điểm Nga sử dụng để huấn luyện quân đội với trung bình khoảng 10.000 đến 11.000 binh sĩ thường đóng quân tại đây, quan chức Ukraina nói. Ông Demchenko cho hay, Ukraina vẫn tiếp tục những nỗ lực tăng cường bảo vệ biên giới nhằm đối phó với bất cứ diễn biến nào tại khu vực. Ngoài ra, ông Demchenko cáo buộc Nga thường xuyên pháo kích vào các khu vực Chernihiv, Sumy và Kharkov của Ukraine, nằm ở khu vực biên giới Ukraine, giáp với Nga và Belarus. Trước đó có thông tin cho rằng, Nga đã điều động quân từ Belarus tham gia cuộc tấn công vào khu vực Kupian, Liman của mặt trận ở miền đông Ukraine. Theo phía Ukraine, Nga đã triển khai 100.000 quân ở trục Kupian tại khu vực tiền tuyến Đông Bắc. Giới quan sát cảnh báo, Nga dường như muốn đạt được đá tiến ở hướng này để khiến Ukraine phải chuyển nguồn lực từ cuộc phản công ở miền Nam lên Đông Bắc. Lực lượng Nga dường như muốn Ukraine trở nên mất tập trung trong cuộc phản công ở miền Nam, Bộ Quốc phòng Anh nhận định. Vì Nga đã đạt được đà tiến gần Kupian kể từ khi Kiev bắt đầu cuộc phản công từ tháng 6, nên họ rất có thể đang tìm cách tận dụng tình hình bằng cách đưa thêm nguồn lực mới tới đây. Phía Anh cho hay, trong khi đó, theo tờ Kiev Independent, những tân binh thuộc lữ đoàn cơ giới độc lập số 32 của Ukraine do NATO huấn luyện đang chiến đấu ở vùng Đông Bắc cảm thấy mất tinh thần khi phải đối phó với lực lượng Nga được trang bị và có khả năng chiến đấu tốt hơn. Nhiều quân nhân đóng tại khu vực gần Kharkov và là thường dân trước khi nhập ngũ. Họ chỉ tham gia một khóa huấn luyện cơ bản của NATO kéo dài 3 tuần ở Đức trước khi được đưa ra tiền tuyến. Họ thừa nhận hoạt động chiến đấu là quá sức với bản thân, đồng thời phàn nàn về việc thiếu trang bị. Một số khác thừa nhận 3 tuần huấn luyện là quá ít ỏi và khiến họ không có đủ thời gian để chuẩn bị cho tình hình thực tế trên chiến trường. Belarus, một đồng minh của Nga, cách thủ đô Ukraine tại điểm gần nhất chưa đến 100 km. Belarus từng cho phép Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ diễn tập quân sự từ trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào hồi tháng 2 năm 2022. Chính quyền Belarus xác định Mục tiêu quan trọng nhất của Minsk là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ nước này, đồng thời bảo vệ người dân quốc gia Đông Âu khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Moscow sẽ sử dụng bất kỳ phương tiện nào có sẵn để bảo vệ đồng minh Belarus trước các cuộc tấn công có thể xảy ra. Điện Kremlin, sự hỗ trợ của Mỹ ở Ukraine không ảnh hưởng đến chiến dịch của Nga Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Mỹ không tiếc tiền để thúc đẩy Ukraine tiếp tục cuộc chiến với Nga. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Mỹ không tiếc tiền để thúc đẩy Ukraine tiếp tục cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều này không thể ảnh hưởng đến tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Mỹ ý định tiếp tục giúp đỡ Ukraine miễn là Kiev cần. Nói cách khác, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đất nước thực sự đang trong tình trạng chiến tranh không tiếc chi phí. Chúng tôi biết điều đó, ông Dmitry Peskov nói. Điều đó không thể ảnh hưởng đến tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm. Mới đây, Nga trưng bằng chứng tố cáo phương Tây liên quan cuộc xung đột Ukraine. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, Moscow có kế hoạch sản xuất vũ khí ở Ukraine của phương Tây là bằng chứng cho thấy có liên quan đến xung đột. Xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau trong thời gian gần đây nhiều đề xuất hòa bình cho cuộc xung đột đã được đưa ra song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa nga và ukraine phương tây liên tục bơm vũ khí cho ukraine đối đầu nga moscow cho rằng quyết định của mỹ và các nước nato cung cấp vũ khí hạng nặng cho ukraine khiến cho đàm phán giữa nga và ukraine trở nên vô nghĩa nga nhiều lần cáo buộc mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Phương Tây phong tỏa hơn 280 tỷ USD tài sản của Nga Theo Bộ Tài chính Mỹ, lực lượng đặc nhiệm đa phương REPO hiện đang phong tỏa số tài sản trị giá hơn 280 tỷ USD của Nga, phần lớn chúng đều ở châu Âu. TASS dẫn lại báo cáo của Repo cho biết, lực lượng đặc nhiệm này đã hoàn thành việc xác định và giải trình các tài sản được cho là thuộc về các cá nhân, tổ chức có liên hệ với chính phủ Nga tại các nước thành viên Repo. Giá trị ước tính của số tài sản này lên đến hơn 280 tỷ USD. Repo là lực lượng đặc nhiệm đa phương được Mỹ và các đồng minh phương Tây thành lập nhằm tìm kiếm và phong tỏa mọi tài sản có liên quan đến chính phủ Nga. Tổng giá trị tài sản liên quan đến chính phủ Nga bị phong tỏa ước tính vào khoảng 280 tỷ USD. Phần lớn trong số này đều được đặt tại các nước thành viên Liên minh châu Âu. Đại diện Bộ Tài chính Mỹ cho biết, theo báo cáo của Repo, các thành viên Repo cam kết thực hiện việc xác định đầy đủ các tài sản thuộc lệnh phong tỏa và đảm bảo rằng tài sản thuộc về cá nhân, tổ chức liên quan đến chính phủ Nga sẽ bị tạm giữ cho đến khi Moscow thực hiện việc bồi thường thiệt hại đã gây ra cho Ukraine. Các nước thành viên của Repo cũng thảo luận về những nỗ lực nhằm chống lại việc trốn tránh lệnh trừng phạt Nga nhằm có được công nghệ lưỡng dụng quan trọng. Hiện tại, lực lượng đặc nhiệm đa phương REPO có sự tham gia của Australia, Anh, Đức, Italia, Canada, Pháp, Nhật Bản và Ủy ban châu Âu. Trong một chuyến thăm mới đây đến Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington có kế hoạch cung cấp cho Kiev 5,4 triệu USD tài sản thu giữ từ các doanh nhân Nga bị trừng phạt. Số tiền này là một phần của gói hỗ trợ mới trị giá 1 tỷ USD dành cho Ukraine thậm chí mỹ đã nghiên cứu cách sử dụng tài sản bị đóng băng của nga để trang trải chi phí tái thiết ukraine sau xung đột bộ tư pháp mỹ còn lập một đơn vị chuyên trách có tên là Kaleto capture để giúp thực thi các biện pháp trừng phạt đối với quan chức chính phủ và doanh nhân nga moscow đã nhiều lần chỉ trích những nỗ lực của phương tây nhằm tịch thu tài sản bị phong tỏa của nga đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả tương tự nếu cần thiết tất cả đều nói rằng cuộc chiến tranh tổng lực với Nga không có lợi cho ai. Trong trạng dài lịch sử, chúng ta đã chứng kiến những cuộc xung đột mà không nước nào muốn can dự. Nhưng cuối cùng họ đã làm vậy. Tôi e rằng chúng ta sẽ ngày càng bị lôi kéo và xa lầy trong cuộc xung đột này, vị tướng nói. Đồng thời, ông chỉ ra khả năng cao là xung đột sẽ phát triển thành tình trạng đóng băng, còn Ukraine sẽ tàn giã. Tôi lo ngại rằng xung đột ở Ukraine là cuộc chiến sẽ kết thúc với sự sụp đổ của nước này, kèm theo bao tổn thất và tàn phá nặng nề trên thế giới sẽ có một cuộc xung đột đóng bằng khác gây ra nhiều vấn đề cho khu vực châu Âu nơi chúng ta sinh sống, ông Sando nói. Tuy nhiên, ông cho rằng trong trường hợp này, Nga vẫn như trước, đó là sẽ tiếp tục là nhân tố liên kết các nước Trung và Đông Âu. Trong khi đó, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Skorita bày tỏ quan điểm Ukraine dù muốn cứu mạng sống của người dân nước mình cũng không thể dừng tấn công vì sợ phương Tây. Chúng tôi không lo ngại về những tổn thất của Ukraine, chúng tôi chỉ quan tâm đến việc gia tăng tổn thất cho Nga. Vì vậy, Mỹ đang thúc đẩy Ukraine tiến về phía trước và người Ukraine không thể nói không. Nếu người Ukraine từ chối và quyết định dừng lại để quay trở lại phòng thủ, trở nên thông minh hơn trong việc sử dụng những mẫu nguồn lực quý giá của mình, thì họ sẽ không nhận được máy bay chiến đấu F-16, xe tăng và vũ khí cần thiết để sống sót trong cuộc xung đột này vì vậy họ phải hy sinh tất cả ngay bây giờ với hy vọng rằng mình sẽ có ít nhất thứ gì đó còn lại chuyên gia nói reuters nói thêm thế giới đã nhiều lần nghe từ các chính trị gia mỹ trong đó có thượng nghị sĩ lindsey graham và ứng viên tổng thống nikki haley rằng việc chi tiền để hỗ trợ ukraine là chính đáng vì người nga đang chết còn người mỹ thì không nhưng còn có thứ nằm ngoài phạm vi của công thức này đó là các nạn nhân là dân thường ukraine nhà phân tích bình luận thêm tổn thất về người của ukraine nhiều hơn số lính mỹ ở châu âu hiện nay Quy mô của những tổn thất này nói lên chính sách vô trách nhiệm của NATO, nhưng điều phương Tây quan tâm không phải là việc giúp Ukraine đạt được chiến thắng quân sự. NATO cần phải sử dụng sinh mạng của người Ukraine như con tốt trên bàn cờ để làm suy yếu nước Nga, Reuters nhận xét. Theo chuyên gia, để tránh rơi vào cạm bẫy như vậy, lẽ ra ngay từ đầu Tổng thống Zelensky không nên can dự vào cuộc xung đột này hoặc cần tận dụng nhiều cơ hội để chấm dứt nó, kể cả các cuộc đàm phán vào tháng 3 năm ngoái. Moscow đã nhiều lần bày tỏ lập trường họ sẵn sàng đàm phán, nhưng Kiev đưa ra lệnh cấm đàm phán ở cấp độ lập pháp. Bảy lữ đoàn quân Ukraine thực hiện bao vây tại Bamut, quân Nga dùng chiến thuật dụ quân Ukraine vào trận địa chống, khiến quân Ukraine ở sân phía nam Bamut bị đánh bật. Sự quyết tâm của quân đội Ukraine nhằm tái tràn ngập Bamut vượt xa sự tưởng tượng của thế giới bên ngoài. Trong chiến dịch phòng ngự bảo vệ Bamut trước kia, quân Ukraine đã phải trả giá đắt. Lần này, Nga rõ ràng muốn tiếp tục biến ba mút trở thành máy xay thịt với Ukraine một lần nữa. Tờ Reporter của Nga cho biết, mặc dù các cố vấn NATO cảnh báo Ukraine không nên cố gắng tấn công ba mút, mà tập trung lực lượng tạo đột phá trên hướng Japorohi. Nói cách khác, NATO không kỳ vọng quân đội Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát ở ba mút, một thành phố chỉ mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không nghe theo lời khuyên của các cố vấn NATO và chọn cách mở cuộc tấn công tổng lực vào ba mút. Chỉ trong ngày 2 tháng 9, quân đội Ukraine đã tung vào trận đánh với quân số tổng cộng của 7 lữ đoàn, tấn công 3 mút từ các hướng khác nhau. Các đơn vị của quân đội Ukraine tham gia vào cuộc phản công 3 mút lần này là lữ đoàn biệt kích số 5, lữ đoàn dù số 10, 77 và 95, lữ đoàn bộ binh số 30, 56. Lần này quân đội Ukraine có thể nói là quyết tâm cao trong cuộc phản công, quyết tái chiếm 3 mút từ tay quân Nga. Trong chiến dịch phản công mùa hè đang diễn ra, quân đội Ukraine tổn thất rất nhiều đơn vị tinh nhuệ. Thậm chí những đơn vị mới thành lập do NATO huấn luyện cũng bị đánh thiệt hại nặng nề, khó có thể tiếp tục chiến đấu. Thực sự bây giờ, quân đội Ukraine có rất ít quân dự bị có thể tham chiến. Tuy nhiên, để tái trần ngập thành công ba mút, Ukraine đã rút một số đơn vị tinh nhuệ từ nhiều mặt trận khác nhau. Nói cách khác, quân đội Ukraine sẵn sàng giành quyền kiểm soát ba mút trong một đòn tấn công hoặc họ sẽ chịu tổn thất ở đây với việc quân đội Ukraine đã rút quân từ các mặt trận khác để tăng cường cho việc tái chiếm Ba Mút, khiến nhiều tuyến phòng thủ trống rỗng. Nếu không cẩn thận, họ có nguy cơ bị quân nga chọc thủng ở nhiều mặt trận số tại Ba Mút. Tuy nhiên, Ukraine đã đánh giá thấp sức mạnh của quân đội nga. Việc quân đội Ukraine thiếu hỏa lực luôn là một thực tế thường xuyên và ngay trong những trận đánh mở màn tại Ba Mút, quân đội Ukraine đã phải chịu thất bại thảm hại ngay ngày đầu tiên. Sau khi tràn ngập thành phố Ba Mút vào tháng 5, quân đội nga bắt đầu chuyển sang thế trận phòng thủ vững chắc, tập trung ở phòng tuyến Ba Mút Quân Ukraine đã tấn công nhiều lần và nhận thấy tuyến phòng ngự của quân nga rất vững chắc. Trước đó, quân đội Ukraine đã tung tiểu đoàn Azot mở cuộc tấn công vào sơn phía bắc của Ba Mút, nhưng kết quả là tổn thất khá lớn. Tiểu đoàn Azot đã thất bại trong việc giành khu vực hồ Bershka ở sơn phía bắc Ba Mút. Vì vậy, trong đợt phản công này, chỉ huy quân đội Ukraine quyết định chuyển trọng tâm sang cánh phía nam của Ba Mút. Vào ngày 3 tháng 9, Ukraine huy động bộ binh có sự dẫn dắt của xe tăng và xe bọc thép mở cuộc tấn công vào cánh phía Nam. Do phía Ukraine làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, nên ngay sau khi trận đánh bắt đầu, họ đã nhanh chóng tràn ngập Kalichika, một điểm cao trên sườn phía Nam của Bamut. Ý định của quân đội Ukraine là muốn sử dụng Kalichika làm đầu cầu để mở bàn đạp tiến công ở cánh phía Nam. Tuy vậy, nhiều đơn vị tiếp viện của Ukraine đã đổ về Kalichika để tăng cường lực lượng. Tuy nhiên, ngay khi lực lượng quân Ukraine tiến vào trận địa phòng ngự của quân Nga, họ đã bị tấn công bởi nhiều loại hỏa lực pháo binh của quân đội Nga. Chắc chắn quân đội Nga sẽ không hề dễ dàng từ bỏ các điểm cao khu vực phía Bắc và phía Nam của Bamut. Nếu mất nơi này, quân Nga trong thành phố sẽ bị pháo binh Ukraine bắn từ trên cao xuống. Trên thực tế, Nga và Ukraine đã giao tranh kéo dài 3 tháng trên các điểm cao ở khu vực Kalitschika. Do ở Kalichika không có các công sự hoàn chỉnh, nên cả quân Nga và Ukraine sẽ phải đối mặt với áp lực phòng thủ rất nặng nề nếu có ý định chốt giữ nơi này. Tuy nhiên, quân Ukraine có lợi thế về quân số nên không mất nhiều thời gian để chiếm được cao điểm Kalichika. Vào cuối ngày 3 tháng 9, quân Ukraine đã chiếm thành công khu vực điểm cao Kalichika và chuyển vào phòng ngự lâm thời, đồng thời vận chuyển số lượng lớn vũ khí đạn dược. Tuy nhiên, hệ thống công sự trận địa vẫn là tận dụng các công sự cũ mà chưa kịp củng cố. Do vị trí đứng chân của quân đội Ukraine tại Kalichika là tạm thời nên khi hỏa lực pháo binh Nga ập đến đã tạo thành thế áp đảo. Một số nhà phân tích cho rằng quân đội Nga có thể đã thực hiện một cuộc rút lui chiến thuật trước đó và sau khi đưa quân Ukraine vào vị trí đã tung đòn tàn khốc. Theo thông tin được Reuters đăng tải, phương thức phản công của quân đội Nga rất quyết liệt. Một số lượng lớn đạn nhiệt áp, đạn cháy và đạn trùm đều nhằm chính xác vào các vị trí của quân đội Ukraine. Sau 30 phút bắn phá theo kiểu man đạn, khói bốc lên từ khu vực điểm cao Kalichika. Trong đợt bắn phá của pháo binh Nga, không chỉ binh lính Ukraine tại khu vực điểm cao Kalichika bị tổn thất nặng nề, mà còn số đạn dược quân đội Ukraine tích lũy tại vị trí này cũng bị phá hủy. Sau khi đợt pháo kích kết thúc, quân đội Ukraine trên khu vực cao điểm Kalichika không hề di chuyển. Thông tin tình báo từ UAV trinh sát hồng ngoại của quân đội Nga cho thấy không có dấu hiệu hoạt động của binh sĩ Ukraine trên khu vực cao điểm Kalichika. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhận định xung đột Nga-Ukraine chưa có hồi kết. Trong khi đó, đại diện Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi triển khai những nỗ lực hòa bình quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông Guterres cho biết, tôi không hy vọng sẽ có giải pháp hòa bình trước mắt. Tôi nghĩ cả Nga và Ukraine vẫn quyết định tiếp tục kéo dài cuộc xung đột. Cùng ngày, Sinhua đưa tin phó đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Cảnh Sảng đã kêu gọi triển khai những nỗ lực hòa bình quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, đã có tổng cộng 5 chuyến thăm của 4 đời tổng thống Mỹ tới Việt Nam. Mỗi chuyến thăm đều để lại những ấn tượng trong quan hệ hai nước. Tháng 11 năm 2000, tổng thống Mỹ Bill Clinton có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ông là tổng thống Mỹ đầu tiên tới Việt Nam 25 năm sau khi kết thúc chiến tranh. Ông Clinton đã dỡ bỏ cấm vận tiến tới bình thường hóa quan hệ hai nước năm 1995 và ký hiệp định thương mại song phương Đến, đến nay đã có 4 vị tổng thống Mỹ với 5 lần thăm Việt Nam. Các tổng thống Mỹ đương nhiệm từng tới thăm Việt Nam gồm: Tổng thống Bill Clinton vào tháng 11 năm 2000, Tổng thống George Bush vào tháng 11 năm 2006, Tổng thống Barack Obama tháng 5 năm 2016, Tổng thống Donald Trump tháng 11 năm 2017 và tháng 2 năm 2019. Ông Joe Biden là Tổng thống Mỹ thứ năm thăm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ nhận lời mời của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại buổi chiêu đãi do Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ trì, Tổng thống Bill Clinton đã lấy kiểu Sen tàn, cúc lại nở hoa, sâu dài ngày ngắn, đông đà sang xuân. Ông Clinton đã có buổi giao lưu với sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội và chuyến thăm tới một trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông và gia đình còn tới thăm vùng nông thôn của Việt Nam để theo dõi các dự án tín dụng vi mô, cung cấp các khoản vay nhỏ để giúp phụ nữ nông thôn thoát khỏi đói nghèo. Tháng 11 năm 2006, tổng thống Mỹ khi đó là George Bush và phu nhân đã có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong nước. Chuyến thăm của ông Bush được đánh giá là có vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới về WTO. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết khẳng định đây là dịp lễ để Tổng thống và Phu Nhân chứng kiến tình cảm nồng hậu của người dân Việt Nam dành cho các vị khách Mỹ, chứng kiến những thành tiệu mà Việt Nam giành được trong công cuộc đổi mới. Còn Tổng thống Bush cho biết, ông rất cảm kích trước mối thiện tình của hàng ngàn người dân Hà Nội dành cho đoàn. Ông Bush nói rằng trước khi sang thăm, ông đã đọc nhiều tài liệu về Việt Nam. Ông cảm nhận Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng qua công cuộc đổi mới và đang phát triển năng động, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Lúc này mặc dù hai bên còn nhiều khác biệt, song quan hệ tiếp tục có những chuyển biến tích cực theo hướng ổn định và lâu dài. Sau đó 10 năm, tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, ông Barack Obama có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 2016. Chuyến thăm của tổng thống Barack Obama là một chuyến đi lịch sử, đánh dấu hai thập niên bình thường hóa quan hệ. Trong chuyến thăm, ông Obama công bố quyết định quan trọng của Mỹ về việc xóa bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, bước đi xóa bỏ rào cản cuối cùng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước từng là cựu thủ. Tổng thống Mỹ có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sàn Bắc Hồ, cùng dạo bước thong rong trong khu di tích phủ chủ tịch và ăn cá tại ao cá Bắc Hồ. Ở cuộc tiếp xúc ngắn trong không gian đặc biệt đó, ông Obama đã có những giây phút để cảm nhận sự yên bình của Hà Nội. Tổng thống Mỹ được cho là tạo cơn sốt ở Việt Nam khi ông tới thăm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Và đáp lại, người đứng đầu nước Mỹ giữa phòng an ninh nghiêm ngặt đã thể hiện sự thân thiện, cởi mở, hòa đồng với con người và văn hóa nước bản địa. Tổng thống Obama dùng bốn trả trong quán. Trong 3 ngày ở Việt Nam, ông Obama đã để lại trong lòng người dân hình ảnh một vị lãnh đạo thân thiện, cởi mở, gần gũi. Tổng thống tươi cười chụp ảnh cùng người dân tại Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Việt Nam vào ngày 10 tháng 11 năm 2017. Ông dự hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng, sau đó đến Hà Nội thăm cấp nhà nước. Tổng thống Trump khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam và vai trò của Việt Nam trong khu vực. Gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông chúc mừng Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC một cách tuyệt vời, bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người và những thành tiệu của Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong nhiệm kỳ hai lần đến Việt Nam, ở lần thứ hai vào tháng 2 năm 2019, ông tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội. Trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tổng thống Mỹ ca ngợi sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Nước Mỹ cũng như đất nước các bạn đang làm rất tốt, nền kinh tế của các bạn phát triển chưa từng có, có thể là phát triển nhất. Tôi đã thấy những gì các bạn làm, rất tự hào về những gì các bạn làm. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp tới diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là điều chưa có tiền lệ, nói lên tầm quan trọng và ý nghĩa của chuyến đi này. Trong 10 năm qua, quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đúng như kỳ vọng, thậm chí là vượt kỳ vọng của cả hai bên khi Việt Nam và Mỹ quyết định thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Trong tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, Cả hai bên xác định các nội hàm cơ bản của quan hệ đó bao gồm 9 nội dung hợp tác ưu tiên, đó là chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, môi trường y tế, văn hóa thể thao, giao lưu nhân dân, giải quyết hậu quả chiến tranh và quyền con người. Nhìn lại tất cả 9 lĩnh vực đó, chúng ta đều thấy bước phát triển rất đáng kể, trong đó nổi bật nhất là kinh tế thương mại. Trong 10 năm qua, hợp tác kinh tế thương mại Việt Mỹ đã có những bước phát triển to lớn thương mại hai chiều cuối năm 2012 là khoảng 25 tỷ USD, đến cuối năm 2022 lên tới 139 tỷ USD, tăng gần 6 lần. Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ ngày càng nhiều hơn. Trong 2 năm gần đây, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ đạt kỷ lục trên 100 tỷ USD. Mỹ là thị trường duy nhất mà Việt Nam đạt được kỷ lục xuất khẩu như vậy. Ngược lại, hàng hóa của Mỹ vào Việt Nam cũng tăng đáng kể. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khi thăm Việt Nam vào tháng 7 cho biết, không chỉ nhập khẩu hàng hóa Việt Nam của Mỹ tăng vọt, mà ngày nay Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam gần gấp 20 lần so với năm 2002. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ bảy của Mỹ. Những lĩnh vực hợp tác khác cũng đạt được mức phát triển đầy ấn tượng. Quan hệ hai nước từ khi bình thường hóa đến nay chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn năm 1995 đến năm 2013, hai nước sau một thời gian dài chiến tranh và bao vây cấm vận, việc bình thường hóa quan hệ là một bước tiến lớn. Nhưng khi đó, cả hai bên mới bắt đầu quá trình xây dựng lòng tin. Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, quan hệ song phương đã có sự phát triển về chất. Lòng tin ngày càng được tăng cường và củng cố hơn nữa, trở thành cơ sở để hai nước đạt được những bước phát triển lớn nêu trên. Cơ sở của lòng tin chính là việc Mỹ cam kết trong tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác toàn diện rằng Mỹ tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như thể chế chính trị của Việt Nam. Điều này được nhắc đi nhắc lại trong tất cả các tuyên bố chung giữa Việt Nam và Mỹ trong những năm tiếp theo. Lãnh đạo Mỹ nhiều lần khẳng định ủng hộ một nước Việt Nam hùng mạnh, độc lập tự cường và thịnh vượng. Mỹ cho rằng một nước Việt Nam mạnh mẽ và độc lập cũng chính là lợi ích của Mỹ. Điều đó góp phần củng cố lòng tin giữa hai nước trong 10 năm qua. Đây là sự khác biệt lớn nhất, khác biệt về chất của giai đoạn trước và sau khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, tạo tiền đề quan trọng để hai bên tính tới việc nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Joe Biden rất quan trọng, có thể tạo nên dấu mốc mới cho quan hệ hai nước trong những năm tiếp theo. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai bên tổ chức kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện. Hai bên đánh giá quan hệ song phương đang phát triển đúng hướng, phù hợp với nguyện vọng của cả hai bên và đang xuất hiện các cơ hội hợp tác mới chuyến thăm của tổng thống biden lần này cũng rất đặc biệt không theo thông lệ thông thường mà theo lời mời của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam điều đó một lần nữa thể hiện rằng hai bên rất tuân thủ thỏa thuận đó chính là nguyên tắc tôn trọng thể chế chính trị của nhau chuyến thăm lần này là dịp tốt để lãnh đạo hai bên trao đổi về những định hướng lớn trong quan hệ hai nước và có thể tính tới việc nâng tầm quan hệ song phương quan hệ kinh tế thương mại sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng hàng đầu trong quan hệ giữa việt nam và mỹ trong nhiều năm tới Bên cạnh những lĩnh vực truyền thống, nhiều lĩnh vực mới đã mở ra. Đó là hợp tác trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo. Qua đại dịch, phía Mỹ đang điều chỉnh chính sách để đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. Mỹ cũng công bố chính sách ưu tiên đa dạng hóa nguồn cung ứng. Các lực lượng nga đã phá hủy hai xe tăng Challenger do anh sản xuất ở vùng Japuricia bằng hệ thống tên lửa chống tăng Kornet. Quyền thống đốc khu vực Gregory cho biết hai chiếc xe tăng đã xuất hiện. Cornet được sử dụng nhằm vào chúng. Cú bắn đầu tiên đã khiến một chiếc xe tăng bốc cháy. Về áo giáp, những chiếc xe tăng này không có tính năng đặc biệt. Cornet đã đối phó với chúng một cách dễ dàng. Các binh sĩ của chúng ta bắn chúng hai chiếc xe tăng, ông nói. Ông Balitsky cũng lưu ý rằng bốn chiếc Challenger hiện đang ở gần Stenogos và hai chiếc ở Orekhov. Trước đó hồi đầu tuần, một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 bị phá hủy trên chiến trường ở vùng Japorugia. Chiếc xe bị tấn công ở gần làng Robotini, nơi chứng kiến giao tranh quyết liệt giữa quân đội Nga và Ukraine trong những tuần gần đây. Kiev đã nhận được 14 chiếc xe loại này từ Anh vào đầu năm, nhưng các xe tăng được sử dụng rất hạn chế. Theo mô tả về xe tăng Challenger 2 trên trang web chính thức của quân đội Anh, những phương tiện này đã được sử dụng trong chiến dịch ở Bosnia và Herzegovina, Kosovo và Iraq và chưa bao giờ chịu thất bại trước đối phương. Giới chức biên phòng Ukraine và các nhà quan sát độc lập Belarus cho biết, quân đội Nga đã rút lực lượng đặc nhiệm khu vực khỏi Belarus. Theo tờ Moscow Times, vào tháng 10 năm 2022, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố triển khai một nhóm lực lượng quân sự chung trong khu vực sau khi cáo buộc Ukraine chuẩn bị tấn công Belarus. Vào ngày 7 tháng 9, cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine cho biết gần như toàn bộ lực lượng của Nga ở Belarus đã được luân chuyển ra ngoài. Người phát ngôn Andriy Demchenko nói trong cuộc họp báo, không có đơn vị mới nào được điều động đến. Ông nói thêm rằng số lượng quân Nga hiện tại ở Belarus không gây ra mối đe dọa ngay lập tức với Ukraine từ phía Bắc. Theo dự án giám sát chiến tranh Belaruski Hajun, các nhân lực đặc nhiệm Nga đã rút hoàn toàn khỏi Belarus vào hồi đầu tháng 7, trong khi toàn bộ nhóm không quân cũng rút lui vào đầu tháng 8. Belaruski Hazun cho biết 11 máy bay trực thăng tấn công và vận tải cũng như 9 máy bay chiến đấu đã trở về các sân bay ở Nga. Theo tờ báo Nga iStory, khoảng 2.500 tay súng của tập đoàn lính đánh thuê Wagner dường như vẫn đóng quân ở Belarus. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về việc rút quân nói trên. Giống Nga, Belarus đã trở thành mục tiêu trừng phạt của phương Tây. Là đồng minh lâu năm của Tổng thống Nga Putin, Belarus đã hỗ trợ hậu cần cho quân đội Nga, đặc biệt là trong những tuần đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt. Mặc dù về mặt chính thức, nước này vẫn là nước không tham gia cuộc xung đột. Trước đó, Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus sẽ không tham chiến tại Ukraine, trừ phi Ukraine xâm nhập biên giới của Belarus. Phát biểu trước truyền thông trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Lukashenko nói rõ, nếu ukraina không gia nhập biên giới của chúng tôi chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia cuộc chiến tranh tổng lực này nhưng chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ nga tổng thống lukashenko cũng bác bỏ thông tin cho rằng nga đã thuyết phục belarus tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraina ông cho rằng cuộc xung đột tại ukraina đã có thể tránh khỏi và vẫn có khả năng chấm dứt cuộc xung đột này theo ông bất cứ cuộc hòa đàm nào cũng cần được tiến hành mà không có điều kiện tiền quyết vào ngày 15 tháng 8, phát biểu tại Hội nghị An ninh Moscow lần thứ 11, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Karanin cũng tuyên bố tình hình thế giới buộc nước này phải điều chỉnh chính sách quân sự. Tuy nhiên, ông Karanin nhấn mạnh Belarus sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ nền độc lập của mình và không có kế hoạch tấn công bất kỳ ai. Trong diễn biến liên quan, một đoàn xe cho ít nhất 10 tổ hợp tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander-M từ bãi thử tên lửa Kasputinja của Nga đã đến Belarus đây không phải là đoàn xe cuối cùng cung cấp loại vũ khí này thao trường kapustianja ở tỉnh achakhan của liên bang nga là một trong những bãi thử tên lửa lớn nhất của nga theo giới thảo tin tên lửa iskander m đã được đưa vào biên chế của các lực lượng vũ trang belarus iskander m là một trong những hệ thống tên lửa hiện đại nhất có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau kể cả đầu đạn hạt nhân hệ thống sở hữu khả năng cơ động cao và có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa khiến nó trở thành phương tiện tấn công hết sức hiệu quả Quân đội Đan Mạch cho biết 10 chiếc xe tăng Leopard 1 đầu tiên đã được chuyển đến Ukraina. Đây là một phần của 100 lô xe tăng Leopard 1 do Đức sản xuất mà Đan Mạch, Đức và Hà Lan hứa cung cấp cho Ukraina vào hồi tháng 2. AP Nesen, quan chức quân đội Đan Mạch bày tỏ sự tin tưởng vào gói hỗ trợ này, nói rằng "Tôi không nghi ngờ gì rằng nó sẽ giúp Kyiv giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga". Thêm 10 xe tăng khác đã được chuyển giao từ nhà máy sau quá trình đại tu và chúng sẽ sớm được gửi đến Ukraina. Trước đó, các binh sĩ Ukraine đã tham gia khóa huấn luyện sử dụng xe tăng Leopard 1 ở Đức. Theo Bộ Ngoại giao Đan Mạch, kể từ khi cuộc xung đột bùng phát ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, sự hỗ trợ của Đan Mạch dành cho Kiev đã lên tới 1,61 tỷ đô la hỗ trợ quân sự và khoảng 336 triệu đô la đóng góp dân sự. Xe tăng Leopard 1A5 của Đan Mạch đã hoạt động trong lực lượng phòng thủ của nước này cho đến năm 2005. Năm 1997, Đan Mạch mua 51 xe tăng Leopard 2A4 và các mẫu xe tăng Leopard 1A5 cũ hơn đã bị loại bỏ dần. Cả quân đội Nga và Ukraine đều cố gắng giành giật từng vị trí quan trọng nhằm tạo cơ hội thuận lợi trước khi bước vào mùa lây lội năm 2023. Truyền thông thế giới theo dõi sát sao cuộc phản công của Ukraine trong 3 tháng hè vừa qua tuy đã nỗ lực cao độ và giành được một số bước tiến nhưng giới chuyên gia quân sự cho rằng ukraine đã không đạt được bước đột phá lớn nào trong đợt phản công vừa rồi mặc dù đã tiếp cận được tuyến phòng thủ của nga và chiếm được một số ngôi làng tuyến phố nhưng ukraine cũng hứng chịu những tổn thất về quân số vũ khí cùng nhiều phương tiện chiến đấu về phần mình nga đã sử dụng thành công chiến thuật phòng ngự và tiến hành một số cuộc tấn công vào các khu vực trên lãnh thổ ukraine Cuộc phản công của Kyiv diễn ra được gần 3 tháng, quân đội Ukraina đã tiếp cận được tuyến phòng thủ đầu tiên, một trong ba tuyến phòng thủ của Nga xây dựng trên một dải đất hẹp phía đông làng Robotino. Ukraina đã phải huy động gần như toàn bộ lực lượng dự bị chiến lược để đạt được bước tiến này. Sau khi hứng chịu những tổn thất, Ukraina quyết định từ bỏ chiến thuật tiến công bằng các đơn vị cơ giới. Thay vào đó họ chuyển sang sử dụng các đơn vị bộ binh nhỏ lẻ được yểm trợ bởi xe bọc thép và pháo binh, giống với chiến thuật của quân đội Nga ở Mút. Quyết định này đã làm chậm đáng kể tốc độ phản công với mục tiêu là tiếp cận biển Ajut. Tuy nhiên, Kiev cũng đạt được những bước tiến lớn. Đến giữa tháng 8 năm 2023, quân đội Ukraine đã tiến vào Rabotino, chiếm được hai ngôi làng trên mỏm đá Vemesky là Staromaoskoi và Urojanoi. Ở phía đông Rabotino, quân Ukraine đã tiến sát tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Tốc độ phản công chậm đã khiến các chuyên gia phương Tây và giới lãnh đạo Ukraine thất vọng. Điều này đã khiến các bên phát sinh một số bất đồng. Phương Tây cho rằng quân đội Ukraine hoạt động không hiệu quả, còn phía Ukraine lại nhận xét rằng vũ khí phương Tây viện trợ là không đủ và chuyển giao quá chậm. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Jaluny còn nói rằng người Mỹ không hiểu bản chất cuộc xung đột đang diễn ra và cố áp dụng kinh nghiệm của riêng họ vào hoàn cảnh thực tế của Ukraine. Trong trận chiến Robotino, Ukraine đã huy động nhiều đơn vị mạnh nhằm kiểm soát Robotino. Lúc đầu chỉ sử dụng lữ đoàn cơ giới 46 và 47, sau đó Ukraine phải huy động tiếp các lữ đoàn 116, 117, 118 cùng lực lượng vệ binh quốc gia và các đơn vị của lữ đoàn Jager số 71, lữ đoàn xe tăng số 1 cùng nhiều đơn vị độc lập, trong đó có cả lực lượng đặc biệt của thủy quân lục chiến. Vào giữa tháng 8 năm 2023, Ukraine tiếp tục tung át chủ bài là lữ đoàn đổ bộ đường 082 được trang bị xe chiến đấu bọc thép Schalke của Mỹ, xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức và xe tăng Challenger của Anh vào trận đánh. Ý định ban đầu của Ukraine là sau khi chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga, họ sẽ tung lữ đoàn 82 vào tham chiến nhằm giành được nhiều kết quả hơn. Tuy nhiên, những thất bại liên tiếp của quân đội Ukraine đã buộc họ phải triển khai lữ đoàn 82 vào tham chiến ngoài kế hoạch và chịu thêm tổn thất. Nhưng quân đội Ukraine cũng đã tiếp cận được Rabotino và đẩy quân Nga đến ngoại ô phía nam của ngôi làng và tiến về phía đông nam của Rabotino, đe dọa trực tiếp các bên sườn quân Nga. Ngày 24 tháng 8, các nhà báo và blogger quân sự Ukraine tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng, nhưng không có xác nhận chính thức nào về việc này đến ngày 26 tháng 8 các trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra cả hai bên đều chịu tổn thất và phải điều động thêm lực lượng chiến dịch mùa hè sắp kết thúc thời tiết tháng 9 ấm áp và khô giáo chưa thể chấm dứt cuộc chiến nhưng vào tháng 10 những cơn mưa sẽ tạo ra nhiều bùn lầy và gây khó khăn cho phương tiện bọc thép hạng nặng của Ukraine cả quân đội nga và Ukraine đều mệt mỏi sau những trận chiến mùa hè vì vậy khi thời tiết thay đổi hai bên sẽ tranh thủ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo Dự kiến Ukraine sẽ tiếp nhận tiềm kích F-16 của các nước phương Tây để sử dụng trong những nỗ lực phản công tiếp theo. Về phía quân đội Nga, họ sẽ tiếp tục bố trí phòng thủ và có thể tiến hành một cuộc phản công nhằm cải thiện vị trí chiến thuật hoặc có thể là chuyển trọng tâm sang hướng Bamut hoặc Kupian. Cựu Tổng thống Pháp tố Mỹ dùng Ukraine làm suy yếu châu Âu Nếu Ukraine được chấp nhận vào khối, ảnh hưởng của Washington đối với châu Âu sẽ tăng lên đáng kể. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã lên tiếng phản đối việc Ukraine gia nhập EU và NATO, cho rằng động thái này sẽ không mang lại hòa bình cho châu Âu và sẽ làm sói mòn nền độc lập của lục địa này. Phát biểu với đài truyền hình Pháp, ông Sarkozy nhắc lại lời kêu gọi thỏa hiệp giữa Moscow và Kiev, đồng thời lưu ý rằng cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của khoảng nửa triệu người, hầu hết là người Ukraine mặc dù chỉ trích nga tấn công ukraina ông sarkozy cho biết ông tin rằng việc ukraina gia nhập nato và eu điều mà kiev đã tìm kiếm trong nhiều năm sẽ không dẫn đến hòa bình ông lưu ý bởi vì nếu bạn đưa ukraina vào châu âu bạn sẽ củng cố mỹ vì các nước đông âu đang bị mỹ ảnh hưởng trong khi nhắc lại rằng ông ủng hộ Pháp hỗ trợ Ukraine, cựu Tổng thống Jacozy nói rằng ông tin rằng Ukraine cuối cùng sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh từ phương Tây, nhưng phải giữ thái độ trung lập và tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa thế giới Slav của Nga và chúng tôi. Chúng ta không thể tiếp tục gây chiến bởi thêm vũ khí, thêm người chết, ông Sarkozy nhấn mạnh. Ông tuyên bố rằng cuộc xung đột Ukraine chỉ mang lại lợi ích cho Trung Quốc và Mỹ, quốc gia đang thu lợi từ việc bán vũ khí và giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng cao hơn. Tuần trước, Sarkozy gợi ý rằng bất kỳ sự thỏa hiệp nào với Moscow sẽ liên quan đến việc công nhận Crimea là một phần của Nga, một tuyên bố gây phẫn nộ ở Kiev. Mikhail Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine Zelensky, gọi đề xuất này là tội ác và cáo buộc ông Sarkozy phạm tội đồng lõa trong việc tổ chức diệt chủng và chiến tranh. Thiếu pháo, máy bay chỉ huy giỏi trầm trọng, Ukraine chật vật phản công Nga. Mìn ở khắp mọi nơi, thiếu máy bay chiến đấu và pháo binh cũng như các chỉ huy giàu kinh nghiệm, được nhận định là nguyên nhân khiến cho Ukraine chậm tiến trên chiến trường, dù họ đã cố gắng phản công để giành lại các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát. Báo Ukrainska Brada cho biết, mới đây họ đã điều tra tốc độ thực tế của cuộc phản công của Kiev, điều gì đã ngăn cản binh sĩ Ukraine tiến lên và những vấn đề mà họ gặp phải khi cố gắng phản công chống lại ở phía nam và phía đông Ukraine. Tình hình các mặt trận Ukraine đang phản công tính đến thời điểm đầu tháng 9. Tại mặt trận Taria, miền nam Ukraine, Cuộc phản công bắt đầu vào khoảng đầu tháng 6. Quân Ukraine đang gặp khó khăn nhưng vẫn đột phá được một tuyến phòng thủ kiên cố chính của Nga, còn được gọi là phòng tuyến Surovikin, tại hai điểm cùng một lúc, gần Velika Novosinka và gần đây nhất là Rabotini, mới được giải phóng. Ông Surovikin từng là chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023 và là chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Bảy ngôi làng gần Velika Novosinka dọc theo sông Morijali, vốn nằm sâu trong tuyến phòng thủ của Nga khoảng 10 km, đã được Ukraine giải phóng. Các chuyên gia quân sự cho rằng điểm tấn công chính tiếp theo của lực lượng phòng vệ Ukraine trên mặt trận Taria sẽ là Melitopol hoặc Berdyansk. Điều này sẽ giúp Kiev cắt đứt kết nối hậu cần giữa Crimea và Nga qua các vùng lãnh thổ bị Moscow kiểm soát ở miền Đông và Nam Ukraine. Tại mặt trận Bamut, cuộc tấn công bắt đầu vào tháng 5, trong 4 tháng hoạt động phản công, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến được 4-6 km ở sườn phía Nam và 2-3 km ở sườn phía Bắc. Ở phía Nam, quân đội Ukraine đã vượt qua kênh Siversky Donetsk, Donbass, nhưng vẫn chưa giải phóng được các làng trọng điểm bên sườn này là Kalichika và Kuryomika. Khách quan mà nói Ukraine vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu cuối cùng là bao vây ba mút. Tại mặt trận Kherson, nơi các hoạt động trinh sát phá hoại định kỳ vẫn đang diễn ra, Cuộc tấn công của Ukraine ở Kherson được cho là rất khó để đo lường quy mô do hiện không thể ném phao vượt sông Dnipro và duy trì hậu cần trên bờ bị chiếm đóng nên lực lượng phòng vệ Ukraine chủ yếu hoạt động theo hình thức phục kích, phá hoại và tấn công vào các thành trì của Nga. Có lẽ điều duy nhất mà cả các nhà phân tích phương Tây và quân đội Ukraine đều đồng ý là khó khăn chính của Ukraine trong cuộc phản công hiện nay là phải vượt qua các bãi mìn khổng lồ của Nga. Như các chuyên gia đã chỉ ra trong cuộc trò chuyện với Ukrainska Prada, đôi khi các quả mìn được đặt cách nhau chỉ khoảng 50-60cm. Robert Brody, người có bí danh là Madia và là đại đội trưởng của một đơn vị UAV tấn công của Ukraine, nói với Ukrainska Prada từ mặt trận rằng, Bãi mìn do một máy giải mìn đa năng của Nga thực hiện có thể rộng tới 30m và dài 5km. Các bãi mìn đặc biệt dày đặc trên mặt trận Taria, tức là ở tỉnh Japorizhia và một phần của tỉnh Donetsk, ở đó, người Nga có một năm rưỡi để chuẩn bị cho cuộc tấn công của Ukraina. Ngay cả những người lính giàu kinh nghiệm cũng nói rằng trước mắt chúng tôi có một số lượng mìn khổng lồ và việc di chuyển qua khu vực có mìn là một quá trình rất chậm, nhưng thậm chí vẫn có nguy cơ không tiếp cận được vị trí của kẻ thù vì đơn giản là nhóm sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên với thành công của chúng tôi gần Robotini, tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm có thể đẩy nhanh tốc độ phản công lên một chút. Chúng tôi đã vượt qua được các bãi mìn và tuyến phòng thủ chính trên mặt trận này. Iho Hanenko, chỉ huy đơn vị cơ giới của lữ đoàn Magura số 47 nói với Ukrainska Prada. Hiện Ukraine cần rất nhiều thiết bị ra phá bom mìn. Ông Oleksiy Dranikov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã nhấn mạnh điều này trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian trước đây. Các bãi mìn của Nga là một trở ngại nghiêm trọng đối với quân đội của chúng tôi, nhưng không phải là không thể vượt qua. Chúng tôi có lực lượng đặc công lành nghề và trang thiết bị hiện đại, nhưng không đủ cho mặt trận trải dài hàng trăm km ở phía đông và phía nam Ukraine, ông Dranikov nhấn mạnh. Đồng thời như truyền thông phương Tây đưa tin, vào đêm trước cuộc phản công, Ukraine chỉ nhận được chưa đến 15% tổng số thiết bị quân sự kỹ thuật và ra phá bom mìn mà nước này yêu cầu từ các đối tác nước ngoài. Ngoài ra, Ukraine cũng cần nhiều đặc công ra phá bom mìn được đào tạo ở nước ngoài hơn. Những người đặc công là cần thiết ở đây và ngay bây giờ. Công việc của họ cứu mạng sống và đảm bảo sự tiến bộ của quân đội chúng tôi, ông Ronikov nhấn mạnh. Thay thức đặc biệt gay gắt thứ hai đối với cuộc tấn công của Kiev là kho vũ khí cực kỳ khiêm tốn, gồm máy bay và khí tài phòng không mà Ukraine đang sở hữu. Vào tháng 7 và tháng 8, các phương tiện truyền thông phương Tây đã lan truyền ý tưởng giả tạo rằng chúng tôi đang chiến đấu theo học thuyết của Liên Xô, chứ không phải của phương Tây. Thực tế chúng tôi chiến đấu theo cách chúng tôi thấy phù hợp và khả thi về mặt kỹ thuật. Không học thuyết nào của Mỹ có thể áp dụng hiệu quả với cuộc chiến của chúng tôi, y nhất là vì chúng tôi không có máy bay. Ông Andriy Jahodroniuk, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Ukraine có tiềm năng cực kỳ hạn chế trong việc phá vỡ các công sự của Nga từ trên không và cung cấp hỗ trợ trên không đáng kể cho lực lượng mặt đất Ukraine. Mặt khác, người Nga được hưởng lợi thế này và họ đang phát huy tối đa lợi thế này bằng cách tiến hành các cuộc tấn công chống lại người Ukraine. Pháo binh và đạn dược cũng là một nhu cầu cấp thiết đối với Ukraine. Pháo binh Ukraine được cho là có hệ thống và đạn dược chính xác, nhưng số lượng thì lại ít hơn nhiều so với Nga. Người Nga vẫn không thiếu đạn dược, họ nhận thức được lợi thế của mình và xây dựng chiến thuật xoay quanh pháo binh. Petro Kujic, chỉ huy tiểu đoàn Voboda cho biết, quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với hỏa lực chính xác và hiệu quả hơn của Nga. Quân đội Nga đã tấn công bằng pháo binh chính xác hơn vào các vị trí của Ukraine, tờ Business trích dẫn báo cáo. Tài liệu cho biết quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với hỏa lực chính xác và hiệu quả hơn của Nga. Nhà báo chỉ ra rằng quân đội Nga bắt đầu ưu tiên hơn cho việc thực hiện các cuộc tấn công chính xác với số lượng đạn pháo ít hơn, do đó bảo toàn được đạn dược và pháo. Báo cáo lưu ý, đây là một xu hướng đáng lo ngại vì theo thời gian nó có thể tăng cường đáng kể sức mạnh pháo binh của Nga. Các nhà quan sát lưu ý, các cuộc tấn công bằng pháo binh chính xác được hỗ trợ bằng sử dụng máy bay không người lái chính xác. Sự phức tạp, đa dạng và mật độ ngày càng tăng của các UAV Nga là nguyên nhân gây ra sự lo ngại, bài báo nhấn mạnh. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại cuộc họp với lãnh đạo quân đội cho biết, Ukraine đã mất hơn 66.000 người và 7.600 vũ khí kể từ khi bắt đầu cái gọi là cuộc phản công. Ông tuyên bố quân đội Nga tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Vào tháng 8, 34 sở chỉ huy quân đội Ukraine đã bị tấn công. Ngoài ra, 159 tên lửa HIMARS, hơn 1.000 máy bay không người lái và 13 tên lửa hành trình bị bắn hạ trong tháng qua. Đức là nền kinh tế hàng đầu châu Âu nói riêng và thế giới nói chung, đang trong tình trạng hỗn loạn và có thể sẽ phải đặt dấu chấm hết cho gần hai thập kỷ thịnh vượng. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đây có thể là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới có GDP giảm trong năm 2023 so với mức tăng trung bình là 0,8% của 20 quốc gia sử dụng đồng tiền euro. Thậm chí nhiều người dự đoán Đức sẽ lại bị gắn mát người bệnh châu Âu một lần nữa kể từ năm 1998. Mô hình kinh tế Đức xoay quanh khả năng cạnh tranh về chi phí, công nghệ phát triển, sự ổn định địa chính trị, nhưng tất cả những điều đó đều không còn nữa. Lĩnh vực sản xuất toàn cầu của Đức sụt giảm, đây là cú sốc lớn và gây ra ảnh hưởng nặng nề bởi ngành công nghiệp sản xuất chiếm hơn 1 phần 5 sản lượng kinh tế của nước này. Hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực như hóa chất, thủy tinh và giấy cũng giảm 17% kể từ đầu năm ngoái. Ngành sản xuất ô tô cũng đang bị đe dọa, dù nó từng là một trong những lĩnh vực chủ lực. Các thương hiệu lớn của Đức đang mất dần thị phần vào tay các đối thủ Trung Quốc trong hoạt động sản xuất xe điện. Thậm chí, kinh tế Đức vẫn chưa có được tăng trưởng thực sự đáng kể nào từ tháng 9 sau khi kết thúc suy thoái trong quý 1 năm 2023 và quý 2 chỉ trệ. Tuy nhiên, Holger Meding, nhà kinh tế học từng gọi Đức là người bệnh của châu Âu vào năm 1998 cho rằng việc bi quan về nền kinh tế nước này đang có phần bị thổi phồng. Bệnh châu Âu liệu có quá cường điệu? Trong khu vực đồng euro, Đức là một trong những quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp. Vì vậy, theo nhà kinh tế Clement Fouet, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Lebin, việc gắn mát người bệnh cho Đức là cường điệu. Trong suốt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2019, tỷ lệ thất nghiệp ở Đức duy trì ở mức ổn định trong khoảng từ 5% đến 6,8%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã gia tăng trong năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song tỷ lệ này cũng không tăng mạnh bằng các nước châu Âu khác. Đây là những thiệt hại mà nền kinh tế phải gánh chịu trong đại dịch. Trong thời gian phong tỏa, hầu hết các doanh nghiệp phải đóng cửa, doanh thu nhiều công ty sụt giảm, đồng nghĩa nhân viên sẽ bị cắt giảm theo cập nhật của trang JD Economic, tỷ lệ thất nghiệp của Đức tháng 8 năm 2023 là 5,7%. Số người thất nghiệp tăng 18.000 người, cao hơn so với dự đoán 10.000 người, nâng tổng số người thất nghiệp lên 2,63 triệu. Công ty tư vấn Patron Macroeconomic cho biết nhu cầu lao động sẽ suy yếu và dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhẹ trong những tháng tới của năm 2023. Lý do là vì tình hình nền kinh tế Đức đang gặp phải khó khăn, giá nguyên liệu thô vẫn cao, Đồng thời các ngân hàng tiếp tục thắt chặt điều kiện cho vay đối với các doanh nghiệp. GDP suy giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng không phải con số duy nhất cho thấy nền kinh tế Đức đang gặp khó khăn. Một số chỉ số quan trọng khác còn thể hiện sức khỏe của đầu tàu kinh tế EU, đó là chỉ số giá tiêu dùng. Đây cũng là chỉ số có tác động đến các chính sách tiền tệ. Theo đánh giá của IMF, lạm phát ở Đức nhìn chung đang giảm so với mức cao nhất trong lịch sử thời hậu chiến vào năm 2022, nhưng tốc độ giảm lạm phát diễn ra chậm hơn. IMF dự báo lạm phát lõi, không bao gồm giá năng lượng thực phẩm, sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn. Giá năng lượng giảm và việc nối lại gián đoạn nguồn cung dự kiến sẽ khiến lạm phát chung của Đức giảm xuống khoảng 3% vào cuối năm 2023. Lạm phát lõi dự kiến sẽ giảm muộn và chậm hơn, đạt khoảng 4,5% vào cuối năm 2023. Quy mô nền kinh tế châu Âu và Mỹ ngày càng chênh lệch nhau khi lục địa già không có nhiều lợi thế về năng lượng và nguồn lực vốn. Từ năm 1960 đến năm 2008, GDP của Mỹ và châu Âu tương đối song hành với nhau, dù lục địa già có những giai đoạn gập ghềnh hơn so với đà đi lên thẳng tiến của Mỹ. Vào năm 2008, khoảng cách GDP của hai nền kinh tế đôi bờ Đại Tây Dương không đáng kể, với Mỹ và châu Âu lần lượt là 14.770 tỷ USD và 14.160 tỷ USD theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới World Bank tính theo giá hiện hành. Tuy nhiên, 15 năm trôi qua, GDP của châu Âu vẫn không mấy thay đổi, đạt 14.040 tỷ USD vào năm ngoái. Trong khi đó, nền kinh tế số một thế giới đã đạt đến quy mô 25.460 tỷ USD. Như vậy, nền kinh tế châu Âu hiện chỉ bằng hơn 55% của Mỹ. Trung tâm Kinh tế Chính trị Quốc tế châu Âu, tổ chức tư vấn có trụ sở tại Bruxelles vào tháng 7, đã công bố bảng xếp hạng GDP bình quân đầu người các bang Mỹ và các nước châu Âu. Kết quả Italy cao hơn Mississippi, bang nghèo nhất nước Mỹ, Pháp khá hơn một chút với GDP bình quân đầu người nằm giữa Idaho và Arkansas, hai bang xếp hạng 48 và 49 về chỉ số này, trong khi đầu tàu kinh tế châu Âu là Đức nằm giữa Oklahoma và Maine, hai bang đứng thứ 38 và 39 của Mỹ. Trong một bài viết có tiêu đề Có phải nước Anh thực sự nghèo như Mississippi trên Financial Times vào tháng trước, Kết quả các số liệu được lấy từ tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế chỉ ra rằng, GDP bình quân đầu người của Anh cao hơn Mississippi 15% trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, chỉ số này cũng chỉ xếp trên khoảng 6 bang nghèo nhất của Mỹ. Nhưng việc tập trung vào so sánh cũng chưa phản ánh hết xu hướng bên dưới, không kém phần rắc rối về cấu thành kinh tế ở một số nước châu Âu, xét theo các đơn vị hành chính. Có một số đặc điểm chung là sự phụ thuộc kinh tế vào số ít địa phương trong quốc gia ở vài nước châu Âu tương đối cao. Tại Anh, nếu loại bỏ đóng gốc của London, thì GDP đầu người nước này giảm đến 14%, đủ để thấp hơn bang nghèo nhất của Mỹ. Với Hà Lan, thiếu Amsterdam thì GDP đầu người toàn quốc giảm 5%. Kết quả tại Đức sẽ giảm 1% nếu thiếu thành phố năng suất nhất là Munich. Trong khi đó, nếu không tính khu vực vịnh San Francisco từ cầu Golden Gate đến Cupertino, thì GDP bình quân đầu người toàn liên bang Mỹ sẽ chỉ giảm 4%. Trường hợp của Anh với quan điểm lấy Luân Đôn làm trung tâm hàng thập kỷ cho mọi thứ từ tài chính, văn hóa đến chính trị đã tạo ra sự miễn cưỡng trong việc cho phép bất kỳ khu vực nào vươn lên đủ mạnh và đặt ra vấn đề rằng nước này cần nhiều hơn một động cơ kinh tế là thủ đô. Ở cấp độ châu lục, giống như cuộc khủng hoảng trong lịch sử, châu Âu đã một lần nữa trì trệ kể từ Covid-19. Sức mạnh kinh tế của lục địa già được tôn trọng chừng nào đức còn khỏe. Tuy nhiên, nền kinh tế Đức đang gặp nhiều thách thức từ khi Nga cắt khí đốt và lập trường cứng rắn hơn của Trung Quốc, thị trường tiêu thụ hàng đầu, xuất khẩu hàng đầu của Đức. Sau khi đó, người Mỹ không lo lắng đến những vấn đề này. Họ có nguồn năng lượng khổng lồ, là nhà sản xuất 20% lượng dầu thô của thế giới, so với 12% của Arabia Saudi và 11% của Nga. Với họ, Trung Quốc là khu vực thầu phụ, không phải là lối thoát cho các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Chiến thắng của Tesla đang khiến Mercedes và BMW kép trông lỗi thời. Phóng viên thường trú của Lemon tại New York, Mỹ bình luận. Cuộc sống cổ điển ngọt ngào ở châu Âu từ lâu đã được người bên ngoài ghen tị, dần mất đi vẻ hào nhoáng khi sức mua của khu vực này giảm dần. Năm 2008, sức mua ở châu Âu và Mỹ ngang bằng nhau, ngày nay khoảng cách là 57%. Mức lương trung bình của người Mỹ hiện vào khoảng 77.500 USD, gần gấp 1,5 lần mức lương 52.800 USD của người Pháp. Tại Hội đồng châu Âu Lisbon năm 2000, khu vực này đặt tham vọng trở thành nền kinh tế dựa trên trí thức năng động và cạnh tranh nhất thế giới vào năm 2010. Và thập kỷ 2000 thực sự là thập kỷ của trí thức, nhưng ở Mỹ. Với sự bùng nổ của Google, Apple, Facebook, Amazon và giờ đây là trí tuệ nhân tạo, sự thịnh vượng được phản ánh trên phố Wall. Apple trị giá 2.800 tỷ USD, Microsoft 2.400 tỷ USD, Meta và Tesla trị giá 750 tỷ USD. Năm 1990, châu Âu sản xuất 44% chất bán dẫn trên thế giới, con số đó hiện nay là 9%, giảm so với 12% của Mỹ. Cả EU và Mỹ đều đang gấp rút tăng cường năng lực của mình. Nhưng trong khi Mỹ dự kiến có 14 nhà máy bán dẫn mới đi vào hoạt động vào năm 2025, thì châu Âu bổ sung chưa tới 10 nhà máy so với 43 cơ sở mới ở Trung Quốc và Đài Loan. Vị thế của đồng USD là đồng tiền dự trữ của thế giới, mang lại cho Mỹ khả năng tài trợ vốn cho tham vọng phát triển. Như một nhà công nghiệp châu Âu đã nói, họ chỉ cần quẹt thẻ tín dụng. Ngược lại, EU có ngân sách nhỏ hơn nhiều và chỉ mới bắt đầu phát hành nợ chung. Chuyển hậu trường sau quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine một ngày đầu tháng 2, Tổng thống Zelensky tập hợp một số nhà báo từ các cơ quan truyền thông hàng đầu Ukraine tại văn phòng của ông để trao đổi. Tổng thống Ukraine đề nghị truyền thông giảm chỉ trích vấn đề tham nhũng trong quân đội và bộ quốc phòng. Khi đó, vụ bê bối đầu tiên về việc mua sắm thực phẩm cho quân đội vừa nổ ra. Đầu tháng 2 còn là thời điểm Bakhmut đang được Ukraine quyết liệt phòng thủ, Bộ Nội vụ đang tuyển mộ các lữ đoàn tấn công mới và các cuộc đàm phán về lệnh trừng phạt cũng như về việc gia nhập EU đang diễn ra. Tất cả công việc này đòi hỏi một xã hội đoàn kết. Ông Zelensky đã cam kết không dung thứ cho tham nhũng và một trong những biện pháp được ông nhắc đến là khả năng thay thế bộ trưởng quốc phòng. Ông nói cá nhân mình không nghi ngờ bộ trưởng, nhưng ông có thể thấy vị bộ trưởng đang chật vật đối phó với vô số thách thức. Sau 7 tháng, ông Renikov mới từ chức và được thay thế bằng ông Umedov. Tại sao việc thay thế lại mất nhiều thời gian như vậy? Và tại sao ông Umedov lại là sự lựa chọn sau cùng của Tổng thống Zelensky? Vì sao ông Umedov được chọn? Hầu như không ngày nào trôi qua trong tháng 8 mà cái tên Bộ trưởng Quốc phòng Denikov không được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Tất cả nguồn tin trong chính phủ xác nhận việc Bộ trưởng Quốc phòng sắp từ chức, nhưng họ không thể trả lời câu hỏi Bộ trưởng Quốc phòng mới sẽ là ai. Ông Zelensky không hề có ứng cử viên nào khả dĩ cho đến mãi gần đây. Chuyến công du lớn của ông tới châu Âu trước ngày độc lập càng làm trì hoãn thêm vấn đề thay đổi nhân sự. Một ứng viên đã xuất hiện rất nhanh chóng chỉ vào khoảng 10 ngày trước, một cộng sự thân cận của Tổng thống nói. Ông Zelensky đã gọi cho Umedov và ông ấy không thể từ chối. Rõ ràng Umedov đã được ông Jemak kéo về đội, nhưng quyết định về vị trí Bộ trưởng Quốc phòng là tùy vào Tổng thống. Nhân vật Jemak được nhắc tới chính là Adri Dermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine hai người đã biết nhau từ khi ông Chermak là một trợ lý bình thường cho ông Zelensky. Ông Umerov được mô tả là ứng viên có thể làm hài lòng tất cả, được Tổng thống Zelensky nhìn nhận là có khả năng quản lý và có tiếng tăm trong giới các nhà hoạt động thân phương Tây. Ngoài ra, ông Chermak cũng cho rằng ông Umerov sẽ không thay đổi hai thứ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng, vốn có vị trí quan trọng đối với chính văn phòng Tổng thống. Bộ trưởng Quốc phòng tương lai lần đầu tiên xuất hiện công khai với tư cách là đại biểu của chính phủ Ukraine tại các cuộc đàm phán với Nga ở Belarus vào ngày 28 tháng 2 năm 2022. Tại đây, Umerov đã trao đổi với nhà tài việt người Nga Roman Adamovic về nhiều phương diện liên quan đến các vấn đề nhân đạo tại vùng chiến sự. Sau khi đàm phán được chuyển đến Istanbul, đội ngũ của Ukraine cũng được hưởng lợi đáng kể từ các mối quan hệ mà ông Umerov đã xây dựng với giới quyền lực tại Thổ Nhĩ Kỳ từ khi còn làm trợ lý cho Dehem Levy. Cựu chủ tịch của người Tata ở Crimea là quốc hội không chính thức của người Tata ông umedov có mối quan hệ quen biết cá nhân với tổng thống erdogan và có liên hệ trực tiếp với ông kalin cánh tay phải của tổng thống thổ nhĩ kỳ mối quan hệ của ông umedov với ả rập xê út cũng hữu ích đối với văn phòng tổng thống ukraine do đó không có gì ngạc nhiên khi umedov có mặt trong thành phần phái đoàn ukraine tại hội nghị hòa bình gần đây của các cố vấn an ninh ở jordan ông umedov cuối cùng đã trở thành bộ trưởng quốc phòng nhưng quyết định này sẽ không trở thành thực tế nếu một trong hai kế hoạch khác của ông zelensky thành công vì sao ông Budanov không được chọn lần đầu tiên vấn đề ông denikov từ chức được đem ra thảo luận nghiêm túc là vào cuối tháng 1. trước đó dư luận ukraine đã tỏ thái độ bất mãn sau khi xuất hiện bản hợp đồng cho thấy bộ quốc phòng mua lương thực cho quân nhân với giá cao khi ấy vấn đề thực sự đối với văn phòng tổng thống không phải là việc cách chức ông denikov mà là tìm vị trí mới cho vị bộ trưởng trong đội ngũ ông Olesti là nhà đàm phán tuyệt vời. Ông ấy có những mối quan hệ quan trọng mà không thể bỏ qua được, một quan chức có ảnh hưởng ở văn phòng Tổng thống nói vào thời điểm đó. Vào tháng 2, Tổng thống Zelensky cân nhắc thay Bộ trưởng Quốc phòng bằng Kirill Budanov, Giám đốc tình báo Quốc phòng Ukraine và là người được ông Zelensky rất ngưỡng mộ vì những hoạt động táo bạo mà cơ quan này đã thực hiện. Ông Budanov e ngại việc nhận trách nhiệm mới nhưng không muốn trực tiếp nói không với Tổng thống. Theo các nguồn tin cao cấp của Ukraine, ông Budanov còn đắn đo vì cho rằng không thể cải tổ bộ quốc phòng một cách nhanh chóng. Sẽ rất khó để ông Budanov rời khỏi cơ quan tình báo vì ông ấy đã điều chỉnh mọi hoạt động tại đây phù hợp với phong cách quản lý của mình trong thời chiến. Các nguồn tin tiết lộ, nhưng thực tế thì ông Budanov cũng đã chuẩn bị làm việc tại Bộ Quốc phòng. Nếu giám đốc tình báo quốc phòng nắm quyền lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ông Denikov sẽ vẫn làm việc cho chính phủ Ukraine và sẵn lòng nhận ghế Bộ trưởng Tư pháp vì có nhiều kinh nghiệm về luật doanh nghiệp và nếu vậy, Bộ trưởng Tư pháp hiện tại sẽ được cử làm đại sứ Ukraine tại Hà Lan. Nhưng lãnh đạo đảng cầm quyền đầy tớ của nhân dân đã thuyết phục Tổng thống Zelensky rằng ông Reninkov nên được chuyển sang Bộ Công nghiệp Chiến lược. David đến gặp Zelensky và nói chúng ta muốn trừng phạt hay thăng chức cho Olesti. Tổng thống nói trừng phạt. David đáp nhưng chúng tôi lại đang đề bạt ông ấy vào Bộ Tư pháp. Hãy giao vị trí của Diabikin ở Bộ Công nghiệp Chiến lược và để ông Olisti bắt đầu làm ở đó, những người chứng kiến cuộc trao đổi kể lại. Sau cuộc gặp với ông Zelensky, ông Ada Kamiya đã chia sẻ kế hoạch cải tổ với các nghị sĩ trong nhóm mình. Trong khi đó, ông Renin không được ai cho biết về khả năng mình được thuyên chuyển sang Bộ Công nghiệp Chiến lược đây là tin mới đối với tôi. Tổng thống Ukraine chưa nói gì với tôi về Bộ Công nghiệp Chiến lược. Ông Renikov trả lời sau nhận xét của ông Ada Kamiya. Nếu nhận được lời đề nghị như vậy từ Tổng thống hoặc Thủ tướng Ukraine, tôi sẽ từ chối. Việc cách chức ông Renikov khi đó cũng đã bị hoãn lại do một số sự cố truyền thông và những khác biệt trong nội bộ. Vì sao ông Kubrakov không được lựa chọn ngày 11 tháng 7, 11 quốc gia đối tác cùng thành lập liên minh tiêm kích để tổ chức huấn luyện phi công Ukraine lái F-16 của phương Tây. Những chiếc F-16 sẽ bảo vệ bầu trời Ukraine và sườn phía đông của NATO. Không quân Ukraine đã sẵn sàng làm chủ chúng càng nhanh càng tốt, Bộ trưởng Quốc phòng Denikov khi đó viết trên Twitter, đánh dấu sự kết thúc của nhiều tháng đàm phán khó khăn. Ngay vào khoảng thời gian đó, văn phòng Tổng thống Ukraine bắt đầu tìm kiếm ứng viên phù hợp thay thế ông Denikov một số yếu tố có thể đã khiến ông Renenkov phải đi ra, đi vào giữa tháng 7. Đầu tiên, các cuộc đàm phán lớn mà ông Renenkov trực tiếp tham gia liên quan đến nguồn cung vũ khí từ phương Tây, đặc biệt là hệ thống tên lửa và máy bay chiến đấu đã hoàn tất. Áp lực trong quân đội cũng ngày càng tăng do nguồn cung đạn dược và vũ khí còn chậm và bất ổn. Có tình trạng một số hợp đồng vũ khí mà Ukraine đã trả trước vẫn bị gián đoạn và một số công ty Ukraine và phương Tây không hoàn thành các hợp đồng giá trị hàng chục tỷ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine thường xuyên khiếu kinh phí để ký kết hợp đồng mới. Ông Renenkov trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Marchenko. Ông Marchenko đã bảo đối phương thu hồi hàng tỷ khi bị đánh cắp để thanh toán vật tư. Ra đến cùng, việc ông Renenkov không thiết lập được hệ thống hiệu quả để giám sát việc mua sắm là lý do chính khiến ông mất chức. Dù tình hình hợp đồng của Bộ Quốc phòng Ukraine tại thời điểm tháng 8 có vẻ đã tốt hơn nhiều so với tháng 5 năm 2022, nhưng quan chức mua sắm của bộ này đã ký nhiều thỏa thuận đáng ngờ trong những tháng đầu hỗn loạn của cuộc xung đột. Quân đội Ukraine đã thiệt hại hàng tỷ vì công tác mua sắm và nhiều dự án quan trọng khác bị đình trệ. Ông Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine đã bày tỏ mối quan ngại tương tự với Tổng thống Zelensky vào tháng 8 và đề nghị tìm người thay thế Bộ trưởng Quốc phòng. Ứng cử viên của ông Fedorov là Oleksandr Kubarov, Phó Thủ tướng phụ trách tái thiết Ukraine và Bộ trưởng Cộng đồng, lãnh thổ và phát triển cơ sở hạ tầng. Ông Zelensky đã có nhiều lần trao đổi với ông Kubarkov nhưng đều không đi đến đâu. Nguyên nhân chính là việc ông Kubarkov ra tối hậu thư cho biết sẽ chỉ nhận Bộ Quốc phòng nếu vẫn được giữ được kiểm soát Bộ Cơ sở Hạ tầng thông qua việc bổ nhiệm người trong đội của mình lên thay. Ông Kubakov nói mình đã mất nhiều thời gian để tập hợp đội ngũ của các bộ cơ sở hạ tầng và họ đã rất nỗ lực triển khai một số dự án quan trọng. Nếu có trong bộ máy lãnh đạo mới, những dự án này có thể bị ảnh hưởng khi đã sắp mang lại kết quả. Tổng thống Zelensky không hài lòng khi nhận được tối hậu thư và có lúc quá trình trao đổi với ông Kubrakov đã trở nên khá căng thẳng. Cuối cùng, ông Zelensky quyết định giữ ông Kubrakov ở vị trí hiện tại. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga vắng mặt không rõ lý do gần một tuần Ông Kodachenko, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga không xuất hiện trong các video cập nhật tình hình tiền tuyến thường nhật trong 6 ngày liên tiếp. Bộ Quốc phòng Nga thường tổ chức các buổi cung cấp thông tin hàng ngày do ông Kodachenko 57 tuổi chủ trì để nói về tiến triển của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông được truyền thông Nga mô tả là bộ mặt của chiến dịch quân sự đặc biệt. Video cuối cùng mà ông Kudashenkov có xuất hiện đã được đăng trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng vào ngày 1 tháng 9. Kể từ đó, các bản cập nhật chiến dịch quân sự đặc biệt chỉ được trình bày dưới dạng văn bản. Hiện chưa rõ nguyên nhân ông Kudashenkov vắng mặt. Ông Kudashenkov trước đây từng vắng mặt trong 4 ngày liên tiếp. Chuỗi ngày vắng mặt hiện tại lần dài nhất, ông không chủ trì các buổi cung cấp thông tin về cuộc xung đột. Ông Kudachenkov là người đứng đầu Cục Thông tin và Truyền thông Đại chúng của Bộ Quốc phòng Nga từ năm 2017 tới tháng 6 năm 2022. Ông được phong hàm trung tướng theo sắc lệnh Tổng thống. Agenvo cũng lưu ý rằng ông Konashenkov vẫn chủ trì buổi cập nhật hàng ngày vào ngày 24 tháng 6, thời điểm thủ lĩnh tập đoàn Wagner Prigozhin tổ chức cuộc nổi dậy thoáng chốc để yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Gerasimov từ chức. Tướng Kodashenkov hiện bị Liên minh châu Âu và Ukraine áp lệnh trừng phạt liên quan tới hoạt động đưa tin về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Đến đây cũng là lúc Quỳnh Anh phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho kênh tin tức Việt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các bản tin kế tiếp. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.